Không, ra vậy, vô luôn mà. Ủa, em làm? Tụi em làm gì? Tức là nghĩa là vấn đề đây là tụi em nói thì nói. Bình thường đây là máy mà để nó ghi là hậu kỳ. Hay hậu kỳ. Còn này em tự sướng thôi, chuyện của em. Còn đây là nhiệm vụ của nó quay là chuyện của nó. Không có liên quan hết. Em cũng đi CI đây. Để xong rồi, để xong rồi. Ok. Chị nhịp không? Bụp. Ủa, còn cái mic kia đâu? Đây đây. Ủa, nãy giờ. Bên à, nãy giờ. À, không. Rồi, bụp đi. Ủa, Yến quay đầu tiên mà. Xong rồi đó. Đâu, Yến quay cái này nè. Quay cái đó hả? Ừ, mày vô đầu tiên á. Xin chào tất cả các bạn. Cái này cắt được phải không anh? Quay cái bao lo. Cứ làm đi. Về hậu kỳ để xử lý. Cứ quay đầu máy. Ê chết rồi, tao lỡ bóng cái gì vậy đó. Nè. Vậy anh quay từ cái khúc này cho em ơi. Ê, vậy tao với mày luôn á. Là mày cũng phải cầm cái này nè. Cầm cái mic đó. Quay từ khúc đóng cửa, mở cửa vô á. Không, quay xin chào tất cả các bạn. Anh cười lên coi. Anh cười lên coi. Mày bây giờ tao đứng đây, mày đứng đây nha. Này anh đứng ngoài kia giùm em. Đợi 30 giây, để lắp cái đèn vô. Ủa, anh ghi không quay à? Ok. Rồi. Còn máy rồi. Nói mà nói mà cười thôi. Xin chào tất cả các bạn, mình là Yến và đây là ngày hôm nay thì tụi mình đang có mặt tại căn nhà di động xuất hiện lần đầu tiên tại Việt Nam. Tụi mình đang vô cùng hấn khởi bởi vì đây sẽ là một trải nghiệm và tụi mình cũng là những người đầu tiên được review căn nhà di động xuất hiện lần đầu tiên tại Việt Nam này, mang tên Twin Home. Rồi, rồi. Ý là hôm nay mình sẽ còn không phải kể đi. Ồ, kể đi. Đây, lặp lại cái đó thôi. Lặp lại shot đây. Shot gì vậy? Đây, đứng vô mọi người chứ chúng ta. Ủa, mình gì? Mình lâu lắm vậy đi chứ. Rồi, lặp lại nha. Đưa xích máy vô, đưa máy vô giữa khung hình. Rồi, dòm gần lại, đứng xích ra để cho nó lấy nét. Rồi, chuẩn bị nha. Đừng có bị mất đầu nó kìa. Rồi, 1, 2, 3, action, vô. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Yến và đây là Nhi. Ngày hôm nay thì mình và Nhi đang có mặt tại căn nhà di động xuất hiện lần đầu tiên tại Việt Nam, mang tên Twin Home. Và tụi mình rất là đáng quý khi mà đây tụi mình là những người đầu được coi là lần đầu tiên. Ấy chớ rồi. What? What the fuck? Lại. Ok. Ok. Không sao, nhiều shot, lo gì. Bóp. Xin chào tất cả. Chị mày nha, tí thở nha. Thở cho nha. Thoải mái từ đầu lên em ơi. 1, 2, 3, chuẩn bị vô nào, action. Xin chào tất cả các bạn, mình là Yến và đây là Nhi. Ngày hôm nay thì mình và Nhi đang có mặt tại căn nhà di động xuất hiện lần đầu tiên tại Việt Nam, mang tên Twin Home. Và tụi mình vô cùng trân quý cái cơ hội khi mà được anh mời review căn nhà di động Việt Nam, xuất hiện lần đầu tiên tại Việt Nam này. Và tụi mình sẽ cố gắng có thể đưa các bạn cùng chia sẻ những trải nghiệm những trải nghiệm mới mẻ này đến các bạn nhé. Ok. Ê, nhưng mà tao nói đến Twin Home và đến mày đi, tao nói hoài hiểu không? Ok, chêm lại nha anh. Ok. Cười lên anh. Cười lên anh. Rồi, nhớ chưa? Đây nè. Đừng để mất cảm chân nữa nha. Mất cảm thấy. Rồi. 1, 2, 3, action. Xin chào tất cả các bạn. Mình là Yến và đây là Nhi. Ngày hôm nay thì tụi mình vô cùng hứng khởi khi mà được xuất hiện tại căn nhà di động. Chó rồi có mặt. Lại con mau sang. A few minutes later. Bạn, mình là Yến và đây là Nhi. Ngày hôm nay thì tụi mình vô cùng hứng khởi khi lần đầu tiên có mặt tại căn nhà di động xuất hiện lần đầu tiên tại Việt Nam, mang tên
khôn hôn. Và các bạn ơi, mình về vậy... Hay tiếp tục, tiếp tục, mình cắt rồi. Và các bạn ơi, và các bạn ơi, cùng nhau hôm nay tụi mình hãy cùng nhau Và các bạn ơi, hôm nay chúng mình cùng nhau sẽ cùng nhau. Và các bạn ơi, hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm cực kỳ mới mẻ đến khi đến với Cool Home nhé. Mời đẹp, mời đẹp. Ấn tượng của mình lần đầu tiên khi bước chân vào căn nhà di động xuất hiện lần đầu tiên tại Việt Nam thì mình cảm thấy vô cùng là ấn tượng bởi những thiết kế. Về ấn tượng hay rồi, đừng có nhắc xuất hiện lần đầu tiên nha. Vậy là khi bước chân vào căn nhà này thì gian phòng di động này. Và ấn tượng của mình khi bước chân vào căn nhà di động này thì mình đã đập vào mắt ngay những cái thiết bị hiện đại cũng như là không gian thoáng mát tại đây. Ví dụ như các bạn có thể thấy đây là chưa cần bật đèn nữa mà cái không gian nó đã tràn ngập ánh sáng, bởi vì căn phòng này được thiết kế là hầu như là bằng kính cường lực như thế này. Và khi mà đứng từ bên ngoài nhìn vào trong thì hầu như là các bạn sẽ không thấy nhìn được vào chết rồi. A few minutes later. Và ấn tượng của mình lần đầu tiên khi bước chân vào căn nhà di động này đó là những cái thiết bị vô cùng hiện đại. Mặc dù đây là lần đầu tiên căn nhà di động được xuất hiện tại Việt Nam, nhưng mà các nhà đầu tư đã vô cùng là tinh tế khi mà trang bị những cái thiết bị hiện đại, cũng như là đã rất là tâm lý khi mà chuẩn bị em tiếp cái khâu đó nhanh. Ok. Căn nhà di động này thì hầu như được thiết kế là bằng kính. Khi mà đứng từ ngoài nhìn vào thì không thấy được bên trong, nhưng mà khi mà các bạn đứng ở trong không gian này thì các bạn có thể thấy được tổng quan tất cả các cảnh xung quanh mình. Và theo như mình tìm hiểu thì căn nhà di động này đang được phổ biến rộng rãi tại các những cái resort biển, ví dụ như là Côn Đảo, Quy Nhơn hoặc là Nha Trang. Các bạn có thể thấy được rằng là từ nhanh cái shop này từ nha. Ê Nhi ơi, tiếp cái gì nữa, nói về không gian gì nữa. Tiện nghi ok, nói về tính tiện nghi của căn nhà di động này thì đầu tiên đó là mình sẽ thấy được một cái hệ thống đèn vô cùng là đặc sắc. Ví dụ như là các bạn có thể thấy đèn led cũng như là những cái đèn này. Ok, và mình sẽ bật cho các bạn xem thử. Đây là chế độ đèn led ngôi sao. Các bạn thử tưởng tượng những cái buổi tối, những cái đêm mà các bạn nghỉ dưỡng ở đây thì khi mà các bạn ngủ á, các bạn có thể bật những cái đèn này thì vô cùng là lãng mạn. Cool Home được trang bị những cái thiết bị vô cùng hiện đại, nên vì thế mà hệ thống đèn ở đây cũng vô cùng là đa dạng. Các bạn có thể thấy được là đây là đèn led dạng ngôi sao. Chúng ta có thể bắt gặp những cái đèn led ngôi sao này ở trong những chiếc xe ô tô, nhưng mà giờ đây thì các bạn có thể nằm tại căn nhà di động Cool Home và cùng nhau ngắm cảnh xung quanh cũng như là bầu trời sao ở đây vô cùng là bắt mắt luôn, đúng không nào? Tiếp theo thì những cái hệ thống đèn ở đây thì cũng vô cùng là sáng, với ba chế độ đèn màu, đó là màu trắng, màu vàng và màu... Anh ơi, màu trắng, màu vàng, màu gì vậy anh? Trắng vàng. Hồi nãy anh kia bảo có ba màu. Không phải. Vàng nhạt rồi trắng hơn chứ không? Đó, có một màu nữa. Trắng nè, vàng nè. Cái này vàng nhạt đó. Vàng nhạt. Ok. Trắng, vàng và vàng nhạt. Ở đây thì cũng trang bị được một cái gọi là cáp sạc điện thoại cảm ứng. Thì các bạn có thể thấy cho em mượn điện thoại. Cho em mượn cái điện thoại anh. Đây là bàn sạc cảm ứng mà mình vô cùng là ấn tượng khi mà Cool Home đã chuẩn bị rất là chu đáo. Khi mà các bạn đặt
điện thoại lên đây thì tự động điện thoại sẽ được sạc. Quá chuẩn luôn. Rồi, chuẩn bị nè. Ờ, từ từ anh. Dạ, dạ rồi. 2, 3, 4. Được trang bị bởi những cái rèm thông minh này thì càng làm cho căn nhà di động này càng thêm tiện nghi hơn bất cứ lúc nào. Các bạn thường nghỉ dưỡng ở khách sạn hay là resort nào đó thì các bạn chỉ có thể thấy được những cái tivi. Mình nghĩ là đối với những bạn mà hay đi nghỉ dưỡng hay đi du lịch thì đó thật sự là một cái điều rất là nhàm chán. Vì vậy mà khi bạn đến Cool Home sẽ thấy một điều đặc biệt ở đây, đó là Cool Home đã vô cùng chu đáo khi trang bị cho ngôi nhà di động này một cái máy chiếu một Jabber ACE hả? Các bạn có thể thấy được là Cool Home trang bị cho căn nhà di động này đó là chiếc máy tính chiếc máy chiếu em lại cái khúc này nha. Nhưng khi các bạn đến với Cool Home thì các bạn sẽ thấy được một điều đặc biệt ở đây, đó chính là Cool Home đã trang bị cho những căn nhà di động này những cái máy chiếu với kích thước vô cùng lớn và sắc nét. A few minutes later. Chưa dừng lại ở đó, với những hình ảnh sắc nét cũng như là những âm thanh vô cùng sống động sẽ khiến cho kỳ nghỉ của bạn càng thêm năng động hơn, chill hơn, và các bạn có thể tận hưởng trọn vẹn hơn kỳ nghỉ cùng với gia đình và bạn bè ngay tại căn nhà di động Cool Home này.
Và các bạn ơi, nếu các bạn là một tín đồ của phòng tắm thì các bạn không thể nào bỏ lỡ qua được nhà vệ sinh của Cool Home nhé. Được thiết kế bởi tông màu xám và đen sẽ là một được thiết kế bởi đầu. Các bạn ơi, nếu các bạn là một tín đồ của phòng tắm thì các bạn không thể nào bỏ lỡ qua căn nhà vệ sinh của Và các bạn ơi, nếu các bạn là một tín đồ của phòng tắm thì bạn không thể nào bỏ lỡ qua được ngôi nhà vệ sinh của Cool Home đâu nhé. Được thiết kế bởi tông màu xám và đen sẽ tạo nên được cái sự sang trọng khi các bạn sống ảo đó. Ok. Sống ảo nói xong là mình giữ nguyên trạng thái luôn đi em. Giữ nguyên trạng thái luôn để mình là mình sẽ không bị cái còn là được thiết kế bởi tông màu xám và đen sẽ được thiết kế bởi tông màu được thiết kế bởi tông màu sang trọng xám và đen sẽ là một điều thích thú cho các bạn thích sống ảo đó. Nó ở cái tầm chất. Gương ở đây được lắp đặt với đèn led 3 màu để các bạn có thể thoải mái lựa chọn. Nước ở đây cũng được trang bị nước nóng và nước lạnh để các bạn có thể dễ dàng sử dụng gương ở đây được lắp đặt với đèn led 3 màu để các bạn có thể lựa chọn một cách để các bạn có thể thoải mái lựa chọn. Gương ở đây được lắp đặt với đèn led 3 màu để các bạn có thể thoải mái lựa chọn. Bồn rửa tay, ok. Bồn nước rửa tay cũng được trang bị cả nước nóng và lạnh. Ở đây, với sự chu đáo này, Cool Home cũng đã chuẩn bị cho các bạn một máy sấy để việc mang vác của các bạn trở nên dễ dàng hơn. Oh my god! Wow! Mình sẽ cho các bạn xem một điều đặc biệt ở đây nè. Ở đây là bồn cầu mang nhãn hiệu Cherry, là một loại bồn cầu vô cùng hiện đại. Khi chúng ta vừa bước vào thì nắp bồn cầu sẽ tự động mở lên, vô cùng hợp vệ sinh luôn. Và khi các bạn muốn đóng nắp bồn cầu thì chúng ta chỉ cần chạm nhẹ vào đây. Và ở đây được trang bị công tắc bằng cảm ứng, các bạn có thể bật đèn nè, đó, làm khô, xoay cánh. Và cái điều đặc biệt ở trong cái nhà vệ sinh này á, là hệ thống sưởi nha các bạn, và có cả loa để khi mà mọi người tắm á, mình có thể chill một cách rất là chill mọi người ơi. Và đây chúng ta sẽ có nhà tắm đứng ở trong đây nè các bạn, đó là ngăn cách giữa nhà vệ sinh và phòng tắm. Các bạn cứ kéo ra đây, vòi sen trang bị rất là đẹp luôn các bạn ơi. Ok rồi ha. Thank you.
subscribe vào YouTube ấy, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá.